có ai đang phải chăm con một mình giống tôi không? Đẻ ra thì dễ nhưng mà nuôi và dạy thì mới khó. Một ngày có hàng ti thì việc không tên ý. Trước thì cũng muốn tiết kiệm. Quần áo của con thì thôi chịu khó giặt tay, tại vì máy giặt của người lớn thì khá là to, đồ của con thì cũng không nhiều, và sợ cái máy giặt của người lớn cũng không sạch sẽ nữa. Nhưng sau một thời gian thì thực sự tôi đã quá hão hài rồi, đến lúc phải giải phóng sức lao động thôi. Cái máy này là chồng tôi tự tìm hiểu và tự mua đấy, vì chồng tôi cũng đi làm cả ngày ấy, bảo là mua cho vợ đỡ mệt, đỡ phải lọ mọ còng lưng giặt. Thôi thì bạn có lòng, mình cũng phải có dạ chứ. Công nhận là cái máy này giặt khá là sạch và vắt rất là khô. Có tất cả là 5 chế độ giặt và thêm 3 chế độ như là rút nước, vắt thêm và vệ sinh lồng giặt. Mình có thể tùy chọn mức nước ít hoặc nhiều theo số lượng quần áo. Sau khi chọn được chế độ giặt rồi thì ấn khởi động là xong. Mỗi chế độ giặt thì đều đã có thời gian giặt quy định rồi, cần cho nước giặt trực tiếp vào quần áo, bấm vài nút. Một lúc xong là quần áo tươm tất rồi. Tôi có một chút lưu ý là cái máy này nó vắt khá là khô đấy, nên mọi người nếu muốn mà quần áo hoặc là khăn không bị rão thì nên mua một cái túi giặt nhá. Tổng quan thì tôi thấy cái máy này khá là đáng tiền mua, giải phóng sức lao động rất là nhiều. Nhà bác nào đang